Let's go, Spider-Man. Oh no, Spider-Man. Okay, what? Hey, hôm nay sẽ ăn món gì ta? Hey, em có sao không? Em có sao rồi chứ? Spider-Man. Anh là Spider-Man. Nay trời hơi nóng. Để em mua đồ cho anh nhé. Cảm ơn em. Em có sao rồi chứ? Không sao. Tôi chào em nhé. Bye bye. Bye bye. Ai. Đây đâu? Cô, tại sao cô tôi lại ở đây? Cô lừa tôi đúng không? Tôi đang đi mua bánh cơ mà. Cô tránh xa tôi ra. Cô lừa tôi đúng không? Cô định làm gì? Bỏ tay tôi ra. Tôi không thích cô đâu. Mà em thích anh mà. Cô đừng làm như thế. Thả tôi ra đi. Em không thả đây. Cô đúng là đồ đê tiện. Dâm gì? Đừng có bao giờ lại gần tôi nữa. Spider-Man. Cô tránh ra khỏi cuộc đời tôi. Spider-Man. Em có sao không? Em không sao.
Vừa em này. Không gì, xin lỗi em nhé. Anh đi ơi vội. Anh là Spider-Man. Hả? Yeah, đúng rồi. Em đoán chính xác luôn. Wow, nhìn người anh cơ bắp này. Em thích anh lâu lắm rồi ấy. À thế hả? Cảm ơn em nhá. Thôi không có gì, chúng ta đi thôi. Bye bye em. Ơ, từ từ đã. Hả? Ở lại đây nói chuyện với em tí. Hả? Chuyện gì? Mình có quen biết gì nhau đâu. Trước lạ sau quen. Mình... Nhưng mà không được. Anh có nghi ngờ mất rồi. Anh mình không nên em đi quá giới hạn. Không, anh nói thật. Kệ đi. Không được đâu. Hey. Không được đâu. Thôi, chào em nhé. Bye bye. Cô đi theo dõi tôi đấy à? Hey. Người ta thích anh thì ta mới đi theo anh. Hey. Tôi không thích cô, tôi có người yêu rồi. Hey, đi ra đi. What? Cô muốn tôi làm gì đấy? Tôi có người yêu rồi. Cô đừng biết đi theo dõi tôi nữa. Anh chạm vào người em rồi, anh phải chịu trách nhiệm với em đấy. Cô bị dở hơi à? Do cô đưa tay tôi vào. Ai thấy là em đưa tay anh vào? Rõ ràng là anh chạm vào người em. Chịu trách nhiệm đi. Cô bỏ ra đi. Cô đúng là cái đồ. Spider-Man. Tránh xa tôi ra. Đừng lại gần tôi nữa. Cô làm gì vậy? Chơi với em đi. Chơi đâu? Spider-Man. Hả? Sao cô vẫn còn đây vậy? Anh là của tôi. Hả? Anh ấy là của tôi. Hai cô làm gì vậy? Hai cô dừng lại đi. Hai cô đang làm gì vậy? Tôi có phải đồ chơi đâu mà phải tranh giành. Nhưng mà tôi không thích hai cô. Hai cô đi đâu thì đi đi. Đừng đeo bám tôi nữa. Thôi tạm biệt hai cô, đi đâu đi đi. Spider-Man.
Đi đi. Wait. Hey, nói anh em, tí về đi bạn bia. Vào đi làm xe. Ok, chuyển luôn. Hello em. Chào em. Em đi chơi à? Chạy bộ. Anh đi ra đi. Bạn này. Chúng tôi này. Ôi đi chơi với anh. Đi. Anh đi ra, tôi không thích anh. Tôi đi xuống rồi. Spider-Man. Tôi không thích anh. Anh đi ra đi. Thôi được rồi. Anh nghĩ là để cho bạn anh đi. Kệ anh ta đi. Số tớ về đi chơi. Anh đi ra đi. Bạn này không đuổi theo à? Chán đạt thanh niên. Thôi cho đi chơi với gái đi. Spider-Man, Spider-Man. Chào em. Ui, này, con nhà ai xinh đấy? Con nhà bố mẹ em. Ui, này đứng đây chơi với mình à? Không sợ không sợ trộm nó bắt à? Em có sợ ai vào đầu đâu. Ui. Xinh thế nhỉ? Anh đi đâu vậy? Anh á? Anh đi chơi. Này, đi chơi với anh không? Này, đi chơi kéo thành người yêu nhá. Sao đâu? Em vẫn đang ế mà. Này, thì đi yêu luôn này, sợ gì? Ê, đi chơi đi. Đi. Ui, tự nhiên đi dọc đường này vớ được cô người yêu này. Em ơi, hôm nay trời đẹp nhỉ? Đây là người yêu của bạn anh. Người yêu gì? Anh. Ơi, không được đâu. Thế là như thế nào? Anh không biết nhưng mà đây là người yêu của bạn anh. Được. Spider-Man. Đây là người yêu của tôi mà. Người yêu tôi cũng đi dạng. Sao anh lại như thế? Thôi hai em đừng đánh nhau nữa. Em này là của anh. Anh bị làm sao ấy, anh đi ra đi. Bạn này, bộ tối phát. Đi ra đây. Nó có gì đâu mà thiếu nhiều tiền. Anh đi ra đi, tôi không thích anh. Đại gì. Bạn này, bà chụp nào, lộ tôi gái. Nhá. Đi chơi đi. Đi với anh rồi. Nó bị sao vậy? Bạn này. Em đi chơi với anh. Ông tôi đấm cho ông chặn bây giờ. Người yêu tôi mà. Em đi. Đi. Bạn này. Ở lại vui nhá. Bye bye. Em ơi, đi. Bye bye nhá. Đi à. La 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 la
Chết rồi. Đây em gái. Ôi, em có làm sao không? Đứng lên xem à. Ôi, em có làm sao không? Em không sao. Ôi, không sao tốt rồi. Spider-Man. Wow. Ê, chào em. Không sao chứ, người ngậm một xước sát đâu không? Không sao anh ạ. Không sao là may rồi. Cho anh xin số được không? Số á? Bật máy lên anh lưu ra. Đây, số anh đây, lưu vào nhá. Ok. Làm gì đây? Thích anh lắm ý. Cho em ôm anh một cái được không? Không ôm được đâu cô ơi. Không được đâu. Tôi cho cô số điện thoại là quá đáng lắm rồi ấy. Ôi này, cô làm gì đấy? Cho em ôm cái. Chúng mày làm gì? Anh ấy không phải như anh nghĩ đâu. Anh ấy không phải như anh nghĩ đâu anh ạ. Ai ơi, lăng loạn à? Sao anh lại đánh phụ nữ như vậy? Mày vừa làm gì? Không, tôi không cố ý đâu. Đừng đánh anh ấy. Ai gặp tạ người vũ phu nhỉ? Đau quá. Ngày gì mà đen thế này. Ăn bánh này. Đau quá. Ôi. Hả? Anh chào em. Có chuyện gì mà đến tìm anh này? Xin lỗi nhá. Xin lỗi à? Không sao đâu. Anh không để ý đâu. Wow. Đúng loại thước, loại lương anh thích rồi. Trời lại còn lắng nữa. Anh cảm ơn nhé. Làm mồm ạ. Anh cảm ơn nhá. Lược mát thật đấy. Này, em có chuyện gì à? Sao? Kể anh nghe mà. Có chuyện gì? Nói đi. Chuyện là thế đấy. Hắn ta đánh em à? Đúng là tên vũ phu. Được rồi, đừng lo. Rồi từ bây giờ em sẽ có anh rồi. Không phải lo gì nhá. Anh tốt thật ý. Không có gì đâu. Sinh như này mà bị bạo hành à? Uổng quá đi, không sao đâu. Này, định làm gì đấy? Thích anh à? Anh biết rồi. Thôi được rồi. Này, đi. Mình đi đi, mình đi chơi đi. Anh bảo, bỏ qua cái thằng ấy đi. Đừng nghĩ nhiều về nó nhé. Đi thôi. Đi. Lắng quá. Để anh che lắng nha. Đi. Mình nóng nhở? Hơi nóng một tí, không sao em ạ. Em gái, em lùi lại đi. Ngươi định làm gì? Ngươi này. Em. Hắn. Tên yêu em này. Vũ phu.
Ngươi còn dám xuất hiện trước mặt ta à? Biến đi. Chúng mày nhớ mặt tao ấy. Biến đi. Không ngờ hắn ta còn dám làm vậy. Hắn còn dám đến tìm chúng ta. Thôi được rồi, anh không sao đâu. Đừng lo nhá, bỏ hắn ta đi. Từ bây giờ em sẽ là người yêu của anh. Ok không? Ok. Đi chơi đi. Đi. La 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 la. Từ giờ em không phải nghĩ gì đâu nhá. Ok. Hôn cái nào. Hơi bị khỏe nhá. Anh chả hư không kém nhá. Ê. Anh ơi, em gửi thẻ phòng ạ. Dạ, em chào anh chị ạ. Dạ, à. Em cảm ơn anh chị đã ủng hộ dịch vụ em nhá. Ok. Quay trở lại ủng hộ em tiếp nhá. Ok, bye bye nhá. Chào anh chị nhá, anh chị lên đường mạnh giỏi nhá. Đó. Ê. Sao đấy với em? Có chuyện gì à? Không, em quên điện thoại rồi. Thôi được rồi. Đứng đây chờ anh tí để anh lên anh lấy thôi nhá. Ok. Đợi đi. Mệt thế nhờ. Stay. Ôi, cô ơi, cô có làm sao không? Tôi không sao. Ui. Đây, tôi gửi. Tôi cảm ơn. Spider-Man. Cô định làm gì vậy? Không, tôi có bạn gái rồi. Kệ em. Thôi nhờ. Sao? Không được. Cô đi ra đi. Điện thoại ở đâu nhỉ? Đây rồi. Không. Không, cô đừng làm như vậy, tôi có bạn gái rồi. Sao đâu? Không. Đừng. Này, cô làm gì vậy? Không được đâu mà. Đừng làm như vậy. Tôi có bạn gái rồi. Sao mà? Cô đi ra đi. Này, cô đừng làm như vậy. Không được đâu, cô đi ra đi, tôi có bạn gái rồi. Không được đâu. Ê, cô đừng làm như vậy. Mà tôi thích anh mà. Không được, nhưng mà tôi có bạn gái rồi. Đừng. Không được đâu. Đi ra đi ra. Không được. Tôi xin lỗi. Tôi không cố ý đâu. Không được đâu. Đấy. Đừng. Thôi được rồi. Cô làm đấy đi. Nhớ cô lại đi nhá. Thôi được rồi. Làm đấy. Ở đấy nhá. Em. Anh đi lấy điện thoại cho em mà. Không có gì đâu. Đi, mình đi. Đi. Anh làm gì à? Đâu, anh có giấu gì đâu. Này, đi đâu đấy? Anh bỏ ra. Này. Con này đâu? Hey.
món gì ngon đấy? Nói đi. Ui, hôm nay chu đáo gớm nhỉ? Đây, để anh ngồi đây. Ui, này anh bảo, ban nãy gặp ác mộng kinh quá, ui, sợ hết. Anh mơ gì đấy? Ui, anh mơ nhá. Ui, bạn anh đấm, anh làm siêu anh hùng, anh bắn mấy con lính nghe. Thôi, đây để anh ăn nhá. Wow, thơm quá. Thơm quá. À, ngon lắm. Ê, anh Bảo, ngồi đây chờ anh tí nhá. Anh có chút việc anh phải đi ra ngoài rồi. Này, ở nhà trông nhà nhá. Tí về anh một quà cho. Ok. Đi cẩn thận nhá. Ở đây cầm miếng bánh đi ăn này. Bye bye. Nhằm. Wow, trời này đẹp ghê. Siêu. Găng. Hey. Oh, những người anh em hip hop. Găng. Yeah. Why? Rất đẹp đấy. Anh em làm gì ở đây ấy? Tôi đang học nhảy. Nhà hip hop ạ. Múa quạt ạ. Găng. Làm gì á? Đây. Ok. Wow. Hello. Bye bye nhá. Ok. Ok. Ôi. Đẹp vãi. Nhớ đăng hình lên Facebook nha. Bye bye. Sáng vui nha. Piu. Đi nha. Chào em. Chào anh. Em không đi cùng bạn kia à? Em không quen họ. Em thích anh. Mình biết rồi nhưng mà mình có bạn gái rồi. Đi nhá, bye bye. Đừng đi. Thế ngon thế này. Anh không thích à? Được rồi. Ngại quá. Mình... Sao phải ngại nhờ? Mình không được đâu. Mình phải đi có việc rồi. Bye bye nhá. Đừng đi. Ở lại đi em. Ui. Ở đây. Không được đâu, mình đi đây. Không được. Em có cái này cho anh xem. Này. Cái gì đây? Đây. Ê. Đi đâu ấy? Này. Em dẫn anh đi đâu ấy? Không. Cô định làm gì đấy? Anh xem đi. Ê. Này. Làm gì đấy? Ui. Này. Không được đâu. Tôi có bạn gái rồi. Kệ cô ta đi. Ở đây có mình em thôi. Không được. Cô ơi. Tôi có bạn gái rồi. Đừng làm vậy. Đừng. Em. Hai chúng mày phản bội tao à? Không phải như em nghĩ đâu. Cô ấy. Cô dành tay còn gì nữa? Cô đấy là bạn này là fan anh nhưng mà. Tôi thích anh ấy. Anh còn cãi à? Không phải đâu mà. Cô làm gì đấy? Anh nhớ vào tôi nhá. Này đừng. Anh. Đi. Này. Đi. Ở đây với em. Cô đi ra đi. Đừng đi theo tôi đó. Nhưng mà em thích anh mà. Không được. Này. Anh bỏ tôi ra. Này, không phải như em nghĩ đâu. Hey. Này, mọi chuyện không phải như em nghĩ đâu mà. Cút đi. Ây, làm sao bây giờ? Này, thôi.
anh xin lỗi mà. Tất cả mọi người anh đừng đi theo tôi nữa. Ý, phải giải thích thế nào bây giờ?